giá tốt, mình tặng thêm một thứ gì nữa. Cái này có sản phẩm cho bé mọi người ạ. Ariel thì nó sẽ có nhiều mùi á, trong đó nó sẽ có một cái mùi hương là mùi dịu nhẹ dành riêng cho bé. Thì cái mùi Ariel đấy nó đã được kiểm định của Bộ Y tế là an toàn cho những cái bạn mà có da nhạy cảm hoặc là cho em bé. Khi nào anh có em bé thì anh nhớ mua nhá. Anh chứ từ lúc về Việt Nam giờ chứ mũi gì em ạ, còn người ta cho ăn thì tốt nên là nhãn hàng người ta đến đây thì người ta còn cho mình đó, là thẳng với em là như thế. Cái này tôi gọi là khiếu đúng không? Cho mình thôi. Cái này tôi gọi là anh chứ trong cái từ điển của anh là không có chữ mua hết. Ok cho nó rẻ như này. Ôi bây giờ nào là bên chúng ta lên deal nào đây? Lên deal mua một tặng một hay là chúng ta mua một tặng hai ạ? Lên deal tặng xem nào đi nào? Thế chưa ghim ấy? Đúng rồi, bào lắm. Lâu quá. Bào mà mọi người. Bào gì? Không ạ, em đọc comment thôi ạ. Bào gì? Bào gì hả mọi người? Đấy. Cứ để lại đây. Để về giặt thử hiểu không? Để xem thơm mức độ như thế nào. Sau còn bán tiếp chứ. Ariel thì không nổi tiếng là thơm anh ạ. Ariel nổi tiếng là sạch. Và đồng thời thì Ariel và đồng thời thì Ariel mới ra công nghệ mới. Anh biết Ariel ra công nghệ mới không? À, anh biết sơ sơ. Ariel... có thể là chia sẻ. Dạ. Ariel thì mới ra công nghệ có màu. Thế bây giờ em vừa nói mọi người vừa xong nhá. Thế bây giờ là cái gì đây ạ? Bao hai là có bao giờ đã? Ủa, để nhở. Nào, mua một tặng hai. Tặng một túi full size cùng loại và một túi nhỏ. Full size à. Nhiều à, tức là mua một túi to, tặng thêm một túi to nữa. Tặng bao nhiêu thì cứ đưa lên để đây nào. Y hệt nhau, và một túi nhỏ này, đây là như này. Nhưng mà như hai cái này nó đang không cùng một size mà. Còn có hai túi nào cùng size không? Thôi cứ tưởng tượng là cùng size đi. Có Ariel là cùng size không? Đây tưởng tượng đi. Từ 506 mà xuống còn 320 rồi mọi người. Trời ơi, tôi tưởng tượng, trời ơi. Trời, quá ngoài luôn. Ok. Apple chơi vào cái mùi mà đang có là mùi đam mê mọi người nhá, có cả cửa trên và cửa trước, mọi người khỏi phải lăn tăn giữa các mùi ấy. Thì cái này nó có cho người mã cửa trên và mã cửa trước, thì nhà mình dùng máy giặt loại nào thì mình lấy cái đấy thôi. Mua ở đâu về có giỏ hàng à, anh ơi? Em có ghim lên đấy mọi người. Cái này là mình mà hàng chỉ cho 500 suất thôi. Đúng rồi, 500 suất thôi mọi người nha, giới hạn nha, chứ không phải là đấy đâu. Nên là mọi người cứ tranh thủ mà săn đi. Tí là hết là không có đâu. Ngày này view mà cứ 500 thì chắc là xét liên tục rồi. Ờ thì cứ xét, cứ nói 500 thế thôi. Em xét 2000 thì kể em. Trời, cái mèo bán hàng mày. Đùa. Mình nói 500 thôi. Nhưng thực chất là bỏ cho 2000. À. Ui giời, em phải có chiến thuật bán hàng chứ. Ui giời ơi mọi người ơi. Anh đang giải khóa đấy. Khóa bán hàng ấy. Ui mọi người, không ạ, tôi đã giả vờ, anh còn nói thẳng ra. À thế hả? Anh ơi, đây anh bỏ tặng cái này sao kìa. Đây hàng này cho nó bằng nhau. Đây cho nó bằng nhau. Cho nó bằng nhau nha mọi người. Không ạ, giống hồi ngày hôm nay nếu mà nam thì mình có head and shoulder nha mọi người ha. Có head and shoulder ạ. Đây, một combo hai sẽ tặng một túi nhỏ như này. Cùng ấy là cùng ấy là. Đúng rồi. À, một cái size nhỏ đúng không? Vâng, cái này sẽ là ngẫu nhiên ạ. Tặng là cái sản phẩm tặng sẽ là ngẫu nhiên. Quay lại cái người em với anh đang nói rồi không? Là cái công nghệ khóa màu này. Thì mọi người thấy là bình thường anh Linh em thấy cũng hay mặc áo phông. Nhưng mà thỉnh thoảng thì chủ tịch của anh chị là đẹp trai bất ngờ lại mặc áo sơ mi. Thì ví dụ mà giặt chung ấy thì nó có thể bị loang màu. Anh đã bao giờ bị loang cái áo sơ mi nhiều, nào chưa? Nhiều. Dạ. Thế thì cái Ariel này bây giờ công nghệ mới ạ. Anh vẫn có thể giặt chung nhưng không bị loang màu nữa. Thế hả? Dạ vâng. Hay nhỉ? Dạ. Đồng thời thì cái công nghệ được mới này nó còn giúp là quần áo của anh nó mới hơn ấy, tức là nó sẽ khóa được các cái hạt màu. Ví dụ như cái này anh có thể bình thường mặc 1 năm là bạc màu, nhưng bây giờ dùng cái này thì khoảng 2 năm, 3 năm nó mới bạc màu. Được. Mặc đến rách cũng chưa bạc màu. Công nghệ mới hả em? Dạ, công nghệ mới của Ariel ạ, độc quyền ạ. Đến từ Brazil. Công nghệ như này của Brazil đúng không? Như này. Đúng. À, đúng. Đấy. Này hả? Ok, rồi. Ekip này hay nha mọi người nha. Em đi gặp nhiều ekip rồi, em chưa gặp ekip nào lạ như này nha. À, Brazil là cũng là quê của anh ấy. Của anh ấy hả? Tại sao? Brazil. Cũng là tiếng bồ ấy. Cũng là... Thằng này chán thật. Brazil. Quê mà cũng nói tiếng bồ lai lai, tiếng châu Phi ấy. Brazil. Ừ, đúng rồi đó. Cảm ơn anh ơi.
bao nhiêu? Còn 200 suất. Còn 200 suất mọi người nhá. Mua combo 2 thì sẽ tặng thêm M1. Và giá hôm nay là deal giá độc quyền ở trên kênh mình. Dạ, tính ra 506k mà xuống còn 330 thôi. Dạ, mọi người cứ thấy giá dưới 370 là chốt, bởi vì 370 là cái giá ví dụ như ai giảm sâu lắm nhá, còn 370. Còn mọi người cứ nhìn thấy dưới cái giá 370 thì mọi người cứ chốt không? Tại vì cứ dưới 370 là rẻ lắm rồi. Rẻ mà, đấy. Dạ. À, mua một, sao lại mua một tặng 2? Combo cái này combo mọi người ơi. Mua một tặng 2 này. Là như này anh ạ, đây mua một cái này, tặng còn là tặng 2 cái này. Ôi thế hả? Dạ. Mình cứ tưởng là combo cái này. Mua một tặng 2 là mua cái này tặng 2 cái này. Đẹp, sorry sorry mọi người nhá. Tính ra là mọi người mua được hơn 6 cân nước giặt. Thật, 6 cân nước giặt giặt cả tháng trời. Bây giờ không, anh sẽ lại cả tháng. Mấy? Một lần giặt một mẻ quần áo 20 cái hết có 65ml thôi. Ủa, thế thì ví dụ là mà 10 lần giặt mới hết có 650ml. Thế thì 3 cân là nhân 5 lên là 50 lần giặt. Mà lại 2 lần giặt 100 lần giặt mới hết chỗ này. Ui. Thế là mình giặt bao nhiêu tháng? 3 tháng. Đấy là nhà mình còn nhiều quần áo. Còn một ngày đâu có đủ tiền ấy đâu. Tính nhà này mỗi lần giặt 5 đến 7 nghìn. 5 đến 7 nghìn là 2 ngày quần áo. Ok. Rồi à. Còn đúng trăm mấy suất nữa thôi. Mọi người nhanh lên nhanh để qua má luôn nha. Đã bảo là mọi người cứ bảo rẻ thì đã bảo là deal độc quyền mà lại là ngày đầu tiên của chiến dịch nên nó phải rẻ mọi người ạ. Quá rẻ, quá hời luôn. Ui, hết rồi chị ơi. Hết rồi. Ý rồi, xin lịch sử đi bán hàng chưa bao giờ bán. Tặng cái này á? Nhà như này. Tôi tặng cái này này. Ui tặng hả? Không, đây là lên anh thấy quen không? Kế lúc nãy mình là sáp thơm và chim vải đấy. Rồi. Hả? Cái gì? Tốt ạ. Đỉnh. Anh chỉ nghe mang máng một lần thôi. Chủ tịch mọi người đỉnh. Thuộc. Riêng đi đóng phim là không cần kịch bản. 10 cái tờ giấy anh lướt qua đúng 30 giây. Đẳng cấp nó phải như thế. Rồi, bây giờ là mua 2 chai, được tặng 2 chai sáp đúng không? Dạ, hai tặng chai... thêm một cái... Lại thêm cái đấy nữa. Dạ không, mua 2 đấy tặng 2 cái này. Mua 2 chai này. Xịt vải này, tặng 2 chai sáp thơm. Với là tặng thêm một gói Ariel này nữa. Nước giặt Ariel. Nước giặt Ariel. Em thấy trong phần đánh giá, nhiều người bảo là cái sản phẩm xịt vải không xịt được. À, thì bây giờ em bật mí cho mọi người là cái phần xịt vải này nó đang có một cái khóa, tức là khi mà mọi người phải mở đấy, mọi người mở khóa đấy ra thì mới xịt được, còn không là mọi người bấm xịt là không được đâu mọi người ạ. Đấy may mình chưa cần bên xịt các bạn. Rồi combo này thì giá là 428 mà bây giờ xuống còn 220 thôi. Cái này chỉ có 500 deal thôi. 500 deal thôi, đúng thật là 500 deal. Thứ nhất là lên 500 deal. Giá sốc như thế này thì không có nhiều đâu. Không có nhiều đâu mọi người. Theo kinh nghiệm bán hàng của mình là thế.